Mới nhất vụ hàng trăm sinh viên phải rời ký túc xá giữa giá rét, lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo gấp. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu trường Đại học Hải Phòng khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn về phòng cháy chữa cháy tại tòa K1, K2, ký túc xá, đồng thời tìm giải pháp ổn định chỗ ở cho 1.300 sinh viên. Tối ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có công văn yêu cầu trường Đại học Hải Phòng khẩn trương khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy PCCC theo yêu cầu của Công an thành phố, đồng thời có giải pháp bố trí, ổn định chỗ ở cho sinh viên trong thời gian khắc phục về phòng cháy chữa cháy đối với các tòa nhà trong khu ký túc xá. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao Công an thành phố phối hợp, hướng dẫn Đại học Hải Phòng khẩn trương khắc phục vi phạm, sớm đưa ký túc xá trở lại hoạt động, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 12, hàng trăm sinh viên theo học tại Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng bất ngờ nhận thông báo phải rời khỏi ký túc xá K1, K2 để trường này giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Các sinh viên được yêu cầu phải rời khỏi ký túc xá ngay trong ngày 16 tháng 12 cho đến khi nhà trường có thông báo. Bị yêu cầu rời đi khẩn cấp, hàng trăm sinh viên khóc thét vì phải rời ký túc xá giữa thời điểm thời tiết tại Hải Phòng giá rét kéo dài. Ông Tô Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ và Nội trú, Đại học Hải Phòng, cho biết đơn vị thông báo yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá K1, K2 sau khi ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng kết luận về việc giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá. Theo đó, yêu cầu sinh viên nội trú tạm rời, không lưu trú tại ký túc xá K1, K2 từ ngày 16 tháng 12 cho đến khi có thông báo của nhà trường. Đơn vị này cũng phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế hướng dẫn 86 sinh viên Lào di chuyển tạm thời về ký túc xá A7. Đến nay, có khoảng 400 sinh viên đã chủ động rời ký túc xá, còn khoảng 1.300 sinh viên vẫn đang ở ký túc và chưa có phương án cụ thể. Trung tâm đang chờ quyết định của Ban giám hiệu nhà trường để triển khai giải pháp, hỗ trợ sinh viên ổn định nơi trọ.